Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với đó là cặp đôi rồng. Ồ, mình đã làm tới 9999 rồi, không kịp nói gì luôn, nó làm rất là nhanh vì mình đi mới lấy con trăng lại, mình mới quay clip. Nhìn con trăng nè, đó, mình quấn nó vô người, đang chơi siết trăng mà trong quá trình đợi đẻ. Ôi trời ơi, nó ỉ hai cục cức một lần luôn. Oh my god. Đã 100 rồi mà chơi dơ vậy sao? À, rồng baby nó ra rồi các bạn. Wow, nó sợ mình mà nó chạy kìa. Trời ơi, nhỏ xíu đi mà đùng 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 đùng. Rất là nhỏ luôn. Ui, các bạn thấy dễ thương kìa. Nó núp dưới cánh mẹ nó kìa. Wow. Ui, con rồng bố thì nó cứ nhìn mình liên tục. Các bạn nhìn kìa, nó núp dưới đây nè. Đó. Ui ui. Hey, hello. Ấy dạ. Ui ui, dễ thương quá à. Trời nhỏ xíu sao đi đùng 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 ta. À, mình dục con rắn đó, con rắn nhìn nguy hiểm quá. Là dục đây. Wow, holy, cho mẹ enable luôn. À quên, à mình tới xíu mình dục nó chỗ khác để cho nó đi tự do, tại vì cái công viên này mình xây xong rồi. Để tí mình bay một vòng mình cho mấy bạn xem luôn nha. Đó, đi đi. Ai da, mày kinh khủng quá. Đi đi. Rồi, cho tụi bay tự do đi dạo cho công viên. Còn mấy con bự này thôi khỏi đi. Để giờ mình vô mình bắt con baby dragon. Đâu rồi, đi đùng 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 không vậy? Rồi vô không kiếm thấy cái thôi luôn á nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Các bạn nhìn kìa. Cưng chưa? Hello. Thôi bắt mày luôn. Ai, mình có sữa, mình cho nó bỏ cái này qua chút đó. Thấy cái gì vậy? Để mình make up nó lên. Chuột sao không bị lát nhỉ ta? Rồi, chúng ta make up nó. Đi cho nó ra ngoài đây. Hồi nãy mình có cài cái mod lồng chim vô ấy mà, nhưng nó rất là đẹp luôn, những cái lồng chim rất là to mà nhưng nó bị lỗi đồ họa là nó khiến cho mấy con khủng long của mình nó xấu quắc à, y như đang mình chơi lâu á, mình chỉnh epic luôn mà nó vẫn xấu quá, nên mình xóa cái mod lồng chim mới đi rồi. Ôi, con gì đi kia à? Con cá sấu đây rồi, con rồng đâu rồi? Trời ơi, cái gì lạ hả? Các bạn nhìn nè. Trời ơi, con rồng mẹ mình bỏ trên tay còn không to vậy mà con này mình bỏ nó ta đụng. Không thể tin được luôn. Đó, mình cho người đất. Các bạn có thấy con Kobe này không? Nó bằng vàng nha. Cái này sẽ là một bí mật về sau, mình sẽ cho các bạn biết sau. Cái này mình không tiết lộ trước được đâu à, các bạn hãy đón xem một tập sau thì mình sẽ tiết lộ con này. Wow, rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn có thích không? Không phải con bình thường đâu nha. Đâu rồi? Hồng đâu rồi? Ủa đâu rồi? À, từ từ là cái con trộm đồ. Mày chết đi. Ồ, nó đi kìa. Nhìn dễ thương quá à. À, nó đi theo mình. Bây giờ cái gì vậy? Ủa ơi, con này mày dẫm chết con chưa? Để mình qua mình lấy sữa cho nó. Đây có con Kobe nè mấy bạn. Nó có nhỏ xíu à, không to cho con kia đâu. Bây giờ con làm con đi theo mình tội quá. Ủa, sữa đâu hết trơn người ta? Hình như mất hết rồi mấy bạn ơi. Yeah. Ý stop, đừng có đi, bắt mày lên. Ủa, sữa đâu hết rồi ta? Ờ, hôm nay nó trời đang mưa. Các bạn nghe tiếng chịu khó nha. Để mình lấy cái bình này cho nó regain food và regain máu. Mình hy vọng nó sẽ ok. Đó rồi, cái này là regain food nè. Đó, alo. Potion Green Food là cần cái trái màu tím đúng không?
cái trán màu tím thì qua con này ngay ra làm khác nước. Trán màu tím, ôi khá là nhiều rồi, mình lấy ít thôi. Đấy, trán màu tím đây. Wow, rất là nhiều. Ôi sao mà nó cảm giác con chuột nó lắc lắc sao ấy. Ồ, cái gì vậy? Ơi, tự nhiên quăng ra tưởng rồng biến khổng lồ chứ. À, mình cho nó uống máu lên cho nó không bị chết. À, thứ nhất đó là thứ hai đó là mình cần ít thịt. Hôm nay cảm giác con chuột nó cứ thế nào các bạn ơi. Mỗi lần mình giục ra hay cái gì là nó bị delay con chuột lắm. Đây rồi, rồng con trong tay rồi. Cho ăn thịt đùi vô. À, cái thứ hai đó chính là regen máu. Thôi mình bắt nó đi, để nó chạy nhông nhông nó. Cảm giác nó cứ sao sao ấy. Cái gì ta, quên mất tiêu rồi. À, làm regen food đúng không? À, regen máu. Đây rồi. Rồi chúng ta sẽ bỏ em vào chuông. Thứ nhất thôi mình cứ để ngoài đây đi. Con rắn nó đi ghê quá. Ui nó biến khổng lồ mấy bạn. Nhưng nó sẽ biến nhỏ lại vài giây nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ bỏ nó qua đây. Uống vô. Đó nó regen heo rồi nè. Đó các bạn thấy không. Wow, rất tuyệt vời. Mình sẽ bắt cấp nó lên và bay một vòng cái khu vực mà mình mới vừa xây lên. Đó, mình vừa xây lại cái khu công viên và mình thả rong các khủng long rồi. Cái này do nó chưa lót kịp nè, chứ thực chất mình xây hết rồi. Đó, cái cổng công viên ướng này mấy bạn thấy được không? Đó, của mình nè. Đó, mình xây. Cái đường dưới đây là mình xây trên nữa là vì mình không muốn khủng long rớt xuống cái khu này. Đó, chứ cái đường xuống đây nó hay bị đá kẹt á. Mình nhốt luôn con Bronto dưới đây luôn. Ủa sao đâu ra con mẹ này vậy? Ủa ngon ha, dám chui vào mình, vô nhà mình làm loạn luôn. Đó, cái lồng mình làm tới đây nè. Giờ mình thả mấy con khủng long mà bự bự. Đó các bạn nhìn con rắn đi kìa. Con chăn chứ mình nói lộn. Hôm qua là khi mà con nhện chết á thì mình vô mình bắt lại một con nhện mới. Nó bắt cũng khá là dễ nên mình muốn bắt lại. Đó. Ui, con chăn nó bò thật là kinh tởm. Ây da, đừng có đớp tao nha. Ui, con bronto to tự nhiên. Ui, con cá sấu này. Nó đi không được, tao mình thả nó cho nó đi. Đó, đi đi. Đó, nó đi kìa. Rồi, rồi các bạn nhìn kìa. Cá sấu 5 Mỹ, con này là cá sấu golden nữa, golden. Đó, con cano có nên thả rong không ta? Mình thấy nó đi nhanh quá mình không dám thả rong. Mình thả rong tùy con à. Trong cái map mình này nó hiện tùm lum con hết rồi. À, để mình xuống mình thả lại con mammoth với mấy lắp to chạy nhanh quá, sẵn chạy xuyên hàng rào. Oh, incredible. Rồi, rồng thì mình không dám thả rồi. Nó chạy chịu gì nói. Đó, mình cho con T-Rex này đi rồng luôn. Ây da. Ủa, sao chưa kịp cho mà đi rồi. Con này má cháy rồi. Ồ, nó đi rồi đó. Mà nhân nhà mình giờ nó đùng 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 đùng. Để mình thả luôn con Sabertooth nè. Con này giống trong siêu nhân Gao mấy bạn ha. Con cái con mà ráp thành cái con người máy á. Rồi đi đi. Rồi và như vậy thì video mình cũng quay tới đây thôi. Chủ yếu là mình muốn làm bé rồng
bé rồng này ở đâu rồi? Rồi coi nó nhảy đâu. Ý, nhảy xuống mất máu nha, nó bị tụt máu lại à. Đó, mình cứ chăm chăm nó để cho nó không bị chết. Và mấy con này nó bắt đầu bự rồi mấy bạn ơi, bự lắm rồi. Mình sẽ bỏ bé rồng vô đó luôn. Ồ, mà này bay không được ha. Và thôi, xin chào các bạn nha. Mình kết thúc video ở đây.